Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sáng 13 tháng 6, trả lời báo chí, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm người gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ca Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Các lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 10 nghi phạm. Tính đến 9 giờ sáng nay, đã có 37 người bị bắt trong vụ tấn công ở hai trụ sở xã. Cũng trong đêm 12 tháng 6, đã có 2 người ra đầu thú. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, đã có 39 đối tượng trong vụ việc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng như lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục truy bắt những đối tượng đang lẩn trốn. Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những nghi phạm chủ động đầu thú để được hưởng khoan hồng. Chiều 12 tháng 6, trao đổi với báo chí, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 18:30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ tấn công vào Ủy ban nhân dân xã tại huyện Cư Quyên, Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt lên 27 đối tượng. Cùng với bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng cũng thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc. Một ngày sau khi xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, sáng 12 tháng 6, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã thăm, viếng và động viên tinh thần gia đình các nạn nhân. Tại các nơi thăm viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã đến thăm hỏi động viên hai cán bộ chiến sĩ công an xã bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lưu Tâm Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, chia buồn với gia đình 4 cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi vòng hoa viếng, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các đồng chí công an xã hy sinh. Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng trên một gia đình trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cho gia đình 4 đồng chí đã hy sinh. Ngày 12 tháng 6, đoàn công tác do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ca Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Tại gia đình thân nhân các cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát to lớn đối với các gia đình, đồng thời động viên các gia đình nén đau thương, sớm ổn định tinh thần, cuộc sống. Thứ trưởng Lương Tam Quang đã động viên, chúc cán bộ, chiến sĩ công an bị trọng thương sớm phục hồi sức khỏe. Dịp này, đoàn công tác đã trao các quyền truy thăng cấp bậc hàm của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Ca Tu, hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Sáng 12 tháng 6, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ tấn công súng tại Đắk Lắk. Tại các nơi thăm viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc. Đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống, tinh thần đối với các gia đình nạn nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Phó Thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm chăm sóc điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi. Trong số những người bị tử vong, có 4 cán bộ chiến sĩ hy sinh là công an xã Ea Tiêu và xã Ea Cư Tua, bao gồm đại úy Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê Yên Thành, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Ca Tua, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, thiếu tá Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, đại úy Hà Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê Thiệu Sơn, Thanh Hóa, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. 4 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh đã được thăng cấp hàm theo quyết định truy thăng cấp hàm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký vào chiều 11 tháng 6.
Sáng 12 tháng 6, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra hiện trường vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Katu, huyện Cư Quynh. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình của địa phương, kiểm tra hiện trường vụ tấn công bằng súng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Katu. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã động viên các lực lượng chức năng đang chốt chặn, bảo vệ hiện trường tại hai xã Ea Tiêu và Ea Katu, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đến 11h30 ngày 12 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ thêm được 4 đối tượng tham gia vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 26. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC. Việc truy quét các đối tượng còn đang lẩn trốn sẽ tiếp tục được tiến hành. Trong sáng 12 tháng 6, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra hiện trường vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Katur, huyện Cư Quynh. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình của địa phương, kiểm tra hiện trường vụ tấn công bằng súng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Katu. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã động viên các lực lượng chức năng đang chốt chặn, bảo vệ hiện trường tại hai xã Ea Tiêu và Ea Katu, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Sáng sớm 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã Ea Tiêu và Ea Katu, làm chết và bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân. Sáng 11 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo, các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Chiều ngày 11 tháng 6, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Quynh sáng sớm cùng ngày. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát. Như vậy, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6, không còn ai bị bắt làm con tin. Thông tin thêm về vụ việc, chiều 11 tháng 6, Thông tấn xã Việt Nam cho biết dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng chức năng địa phương đang khép chặt vòng vây các đối tượng tại thị xã Ea Ninh. Tại huyện Cư Quynh, các xã được chỉ đạo trực 100% dân số, động viên người dân không ra khỏi nhà. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt, báo ngay cho cơ quan chính quyền địa phương. Đối với những người hy sinh, tử vong, bị thương, tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Quynh đã tổ chức các đoàn thăm viếng, động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.